Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU giành áo số 7 cho Vinicius, Harry Kane ôm mở chuyện tương lai. MU đàm phán với Messi, Man City lấy Michael Olise. David De Gea ôm mở chuyện tương lai, MU gấp gáp chiêu mộ siêu thủ môn. Erling Haaland hay Casemiro mới là bản hợp đồng thành công nhất mùa giải. MU giành áo số 7 cho Vinicius, Harry Kane ôm ở chuyện tương lai. MU giành sẵn áo số 7 cho Vinicius, Harry Kane ôm ở chuyện tương lai sau khi tiếp tục cô đơn ở Tottenham. Nacional cho hay MU tham gia vào cuộc đua với Chelsea và PSG giành chữ ký của ngôi sao Real Madrid, Vinicius. Ngôi sao 22 tuổi đạt phong độ tuyệt vời mùa này với 23 bàn cùng 21 pha kiến tạo sau 54 lần ra sân cho gã khổng lồ La Liga, trong đó có 7 bàn và 5 kiến tạo trong 12 trận đấu tại Champions League. Tuy nhiên, Vinicius được cho là đang xem xét có nên rời Real Madrid hay không sau khi anh thường xuyên là nạn nhân của những hành vi phân biệt chủng tộc đáng lên án. Nguồn tin cho biết, chân sút người Brazil nhận được không ít lời đề nghị, trong đó bao gồm PSG, Chelsea và MU. Vinicius còn hợp đồng với Real Madrid đến năm sau và hiện đôi bên chưa có thỏa thuận gia hạn, trong lúc cả MU, Chelsea và PSG đều chờ sẵn để đưa ra lời đề nghị. PSG được cho là ưu tiên Vinicius vì muốn trả thù Real Madrid bởi đã đi đêm Kylian Mbappe, cũng như thấy chân sút Brazil là sự thay thế lý tưởng cho Messi ra đi vào mùa hè này. Nếu Chelsea sẵn sàng chi ra 150 triệu euro để cuống Vinicius khỏi tay Real Madrid, thì MU cũng hạ quyết tâm thuyết phục ngôi sao đáng giá này cho bằng được. Nguồn tin khẳng định MU đã để dành áo số 7 cho Vinicius, hiện đang bỏ trống sau khi Ronaldo ra đi. Ngôi sao người Brazil có thể trở thành người kế vị số 7 huyền thoại tại Old Trafford. Harry Kane có thể khiến huấn luyện viên Ten Hag thất vọng. Thuyền trưởng MU xem Harry Kane là ưu tiên số 1 ở chuyển nhượng mùa hè để bổ sung hàng công cho chiến dịch tới, nhưng có thể phải thất vọng vì những phát biểu mới nhất của đội trưởng tam sư. Một câu lạc bộ quy mô như Tottenham không thể cán đích ở vị trí thứ 8 ở ngoài hàng Anh. Giờ thì chúng tôi cần nghỉ ngơi rồi sau đó xem cải thiện như thế nào, Harry Kane phát biểu trong ngày hạ màn lập cú đúp khi cùng Tottenham đè bẹp Leeds với tỷ số là 4-1. Harry Kane đã ghi đến 30 bàn cho Tottenham tại Premier League mùa này, nhưng vẫn rất cô đơn tại đây. Và một lần nữa anh được khuyên rời gà chấm London để có cơ hội gặt hái được vinh quang. Hợp đồng của chân sút 29 tuổi với Tottenham chỉ còn đến mùa hè năm sau, nhưng đôi bên vẫn chưa ký mới. MU được cho là đã có những tiếp cận kéo Harry Kane về Old Trafford, nhưng có vẻ như không có tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Ten Hag. MU đàm phán với Messi, Man City đề nghị mua Michael Olise. MU bất ngờ liên hệ Messi. Tương lai của Lionel Messi hứa hẹn trở thành câu chuyện nóng nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2023, khi có thông tin MU cũng đang liên hệ, thảo luận hợp đồng. Messi sớm xác nhận rời khỏi PSG khi hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6, sau khi hai bên có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là sau khi anh và gia đình sang Ả Rập Xê Út thực hiện cam kết quảng cáo. El Nacional, tờ báo của xứ Catalonia cho rằng MU đang tìm cách đưa Messi gia nhập sân chơi Premier League. Messi chưa có quyết định chính thức về tương lai, dù câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út hứa hẹn thu nhập 600 triệu euro trong 2 năm. Barcelona cũng mời anh trở lại nhưng gặp khó khăn về mặt tài chính. Gần đây, MU liên hệ với PSG để mượn Neymar và trả toàn bộ lương. Quỷ đỏ cũng muốn đưa Messi về Old Trafford tiếp tục đá cặp cùng với hoàng tử bóng đá Brazil. Messi vừa ghi bàn trong trận hòa 1-1 trên sân của Strasbourg để giúp PSG vô địch Ligue 1. Đồng thời lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, 496 bàn, vượt qua Cristiano Ronaldo với 495 bàn. Man City hỏi mua Michel Olise. Man City vừa có những liên hệ bước đầu với Crystal Palace để chuyển nhượng cầu thủ trẻ đa năng Michel Olise mùa hè năm nay. Theo báo chí Anh, màn trình diễn của Olise với Crystal Palace giúp anh nhận được sự quan tâm từ hai câu lạc bộ hàng đầu Premier League. Trước khi Man City liên hệ, đại diện của Arsenal cũng theo dõi bước tiến của Olise ở giải đấu hàng đầu bóng đá Anh. Olise có khả năng hoạt động nhiều vị trí. Mùa này, tài năng trẻ đội U21 Pháp sinh tại Anh đá tiền đạo phải, tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Pep Guardiola gần đây chọn giải pháp 3-2-4-1 nên Olise được chờ đợi phù hợp với Man City. Anh sẽ là nhân tố để từng bước kế thừa Riyad Mahrez. David De Gea úp mở chuyện tương lai, MU gấp gáp chiêu mộ siêu thủ môn. David De Gea còn hợp đồng đến mùa hè năm nay và chưa đạt được thỏa thuận với Manchester United. Và huấn luyện viên Ten Hag kỳ vọng câu lạc bộ chiêu mộ người gác đời mới và Dominic Livakovic thuộc biên chế Dinamo Zagreb có thể trở thành sự lựa chọn. Vào tuần trước, Igor Biskan trở thành huấn luyện viên trưởng của Dinamo Zagreb và ông bày tỏ khả năng câu lạc bộ có thể bán Livakovic nếu nhận được lời đề nghị ưng ý. Điều đó dường như sẽ xảy ra, nhưng Man United không phải là đội bóng hoàn tất thương vụ.
Trong chia sẻ mới nhất từ nguồn tin Reliable, Villarreal đã thống nhất mọi thứ với Livakovic. Các chi tiết cần được hoàn thiện với Dinamo Zagreb. Điều này như là cú sốc dành cho đội chủ sân Old Trafford khi câu lạc bộ La Liga dần chiếm thế thượng phong ở cuộc đua này. Xuất hiện nhiều thông tin tiết lộ Livakovic có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 9 triệu bảng. Mức phí đó được đánh giá là rẻ so với những gì mà Livakovic thể hiện tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Croatia. Man United có vẻ cần chuyển mục tiêu với những David Raya thuộc Brentford hay Diogo Costa của Porto. Erling Haaland hay Casemiro mới là bản hợp đồng thành công nhất mùa giải. Erling Haaland dẫn đầu các chỉ số thống kê nổi bật như bàn thắng, nhưng Casemiro tạo ra sự khác biệt lớn cho lối chơi của Manchester United. Erling Haaland gần như thâu tóm các danh hiệu cá nhân quan trọng nhất của bóng đá Anh mùa này. Mũi nhọn người Na Uy đi vào lịch sử khi giành giải cầu thủ hay nhất mùa, cầu thủ trẻ hay nhất do ban tổ chức Premier League trao tặng và giải cầu thủ hay nhất do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh bình chọn. Các bàn thắng trong bóng đá luôn là yếu tố nổi bật và là thước đo dễ dàng nhất để các chuyên gia hay người hâm mộ đánh giá một cầu thủ. Tuy nhiên, xét về tầm ảnh hưởng lên lối chơi và kết quả của một đội bóng, Erling Haaland chưa chắc đã hơn được Casemiro. Sự khác biệt. Thương vụ Casemiro đến Old Trafford quan trọng ngang việc huấn luyện viên Ten Hag ký hợp đồng với câu lạc bộ này. Chuyên gia Gareth Crook của BBC bình luận như vậy. Sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil thay đổi hoàn toàn Manchester United. Trên phương diện ở cả trong và ngoài sân cỏ, Casemiro mới là bản hợp đồng hay nhất mùa giải. Gary Neville cũng đồng ý với quan điểm này. Cựu hậu vệ của MU cho rằng Erling Haaland xuất sắc nhưng chưa tạo ra tác động đủ lớn để thay đổi hoàn toàn lối chơi Man City. Dấu ấn Casemiro mang đến MU vượt xa các tân binh khác, kể cả là Erling Haaland. Gary Neville nhận xét, Casemiro có thể không phải là cầu thủ hay nhất mùa, nhưng là bản hợp đồng tạo ra thay đổi lớn nhất cho một đội bóng. Erling Haaland ghi 36 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2022 và 2023, dễ dàng vượt mặt các đối thủ để nhận danh hiệu vua phá lưới giải đấu. Tuy nhiên, liệu không có trung phong người Na Uy, Man City có thể vô địch nước Anh? Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã 4 lần vô địch Premier League trước đó. Mùa này, không ít lần họ vượt qua các đối thủ mạnh mà không cần đến các bàn thắng của Erling Haaland. Hệ thống của Man City vốn đã quá hoàn thiện và trung phong sinh năm 2000 chỉ là mảnh ghép giúp cải thiện hiệu suất ghi bàn mà thôi. Bối cảnh của Casemiro tại MU lại khác hoàn toàn. Trước khi tiền vệ người Brazil đến, đội chủ sân Old Trafford về đích thứ 6 tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022. Quỷ đỏ khi đó sở hữu một tuyến giữa yếu kém, đặc biệt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sự có mặt của Casemiro thay đổi tất cả. Cựu sao Real Madrid gần như đã làm tất cả ở khu trung tuyến MU, từ cầm nhịp, tác bóng, luân chuyển bóng đến kiến tạo hay là ghi bàn. 7 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 52 lần ra sân mùa này cho MU trên mọi đấu trường, không nói lên hết tầm ảnh hưởng của Casemiro. Nó chỉ cho thấy khi cần tham gia tấn công, Casemiro cũng làm tốt. Bên ngoài sân, tiền vệ sinh năm 1992 cũng được ca ngợi vì mang đến kinh nghiệm và sự điềm tĩnh cho phòng thay đồ MU. Erling Haaland được chơi ở một tập thể mạnh. Casemiro giống như một huấn luyện viên thi đấu trên sân vậy. Gary Neville nhận xét. Casemiro đưa ra chỉ dẫn cho đồng đội, phát huy kinh nghiệm của mình để giúp đội bóng. Ten Hag cũng khẳng định tầm ảnh hưởng của Casemiro lên MU không chỉ dừng lại ở những cú xoạc hay là chuyền bóng. Casemiro khiến tôi ngạc nhiên. Thuyền trưởng MU từng thừa nhận vào cuối năm ngoái. Ở những trận đấu, Casemiro bị treo giò hay không ra sân thi đấu, MU chơi chật vật. Vị trí tiền vệ trung tâm luôn là vấn đề lớn của đội chủ sân Old Trafford kể từ khi Postco giải nghệ. Vấn đề tương tự cũng xuất hiện tại Man City ở vị trí trung phong. Đội bóng của Pep Guardiola thiếu một mũi nhọn biết cách đưa bóng vào lưới trong vài năm qua. Tuy nhiên, Man City đã vượt qua Liverpool 4-1 mùa này mà không cần Erling Haaland trong đội hình thi đấu do chấn thương. Khi Man City vùi dập Real Madrid 4-0 ở lượt về bán kết Champions League, Erling Haaland cũng không ghi bàn. Điều đó cho thấy Pep tạo ra hệ thống không quá phụ thuộc vào những bàn thắng của mũi nhọn như Na Uy. Các vệ tinh xung quanh Erling Haaland ở Man City rõ ràng là quá chất lượng so với Casemiro tại MU. Quỷ đỏ vẫn trong quá trình tái thiết đội bóng dưới thời huấn luyện viên Ten Hag sau nhiều năm bất ổn. Ngược lại, hệ thống của Man City gần như đang đạt trạng thái đỉnh cao trong mùa giải thứ 7 được Pep dẫn dắt. Chính vì thế, Erling Haaland có thể thâu tóm các giải thưởng cá nhân nhờ những bàn thắng và các danh hiệu tập thể. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng lên một đội bóng, anh khó so bì được với Casemiro. Khái niệm bản hợp đồng hay nhất mùa giải phải thuộc về những tân binh tạo ra sự khác biệt lớn cho đội bóng. Và Casemiro xứng đáng với điều đó.